Mình hôm nay mình sẽ review câu chuyện Bang Chổ Bát Bợ được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh giúp mình. Hôm nay mình sẽ review hoa lan. Hoa lan là một cành lan rất được quý. Giống hoa này rất là quý. Nó sẽ hay mọc những ở cái vùng vách đá. Và nhiều người đi lấy hoa lan như thế này về và để tìm được một cái bông hoa quý, loài hoa hoa lan kỳ quý ấy, thì rất là vất vả. Bởi vậy nên hoa lan là một loại giống hoa rất là đắt đỏ trên thị trường. Bông hoa này không chỉ là vừa đắt đỏ mà loại hoa này cũng rất là xinh đẹp. Nó sẽ được mọc theo cái thành chồm như thế này, có rất là nhiều bông hoa nhỏ, bông hoa lan nhỏ được được nằm ở trên một cái cành. Cành hoa lan như trông như thế này các bạn ạ. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Âm Dương Tiểu Bạch được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Tào Bát Chí được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả ổi. Trên tay mình đang cầm là một hình ảnh của quả ổi được cắt nửa ra, và trong cái quả ổi này sẽ có lòng màu hồng. Đây gọi là quả giống ổi đào. Ổi có rất là nhiều loại ổi, ổi to, ổi nhỏ và ổi quê. Những cái dòng ổi trên tay mình đang cầm đây đang loại là một loại ổi mỡ. Và ổi mỡ này nó sẽ có cái bên trong lòng này sẽ rất là mềm và ngọt. Loại ổi này khá là thơm. Khi các bạn ăn đến cái loại ổi thì các bạn sẽ biết là cái dòng ổi sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều vitamin C, là một cái loại quả mà cung cấp nhiều vitamin C nhất trong các loại quả, kể cả trên những quả cam thì ổi này cũng có cái lượng vitamin C nhiều hơn gấp 2 lần so với quả cam. Chú cá ngựa hiếu kỳ. Có một con ngựa được sinh ra từ bụng của một cá ngựa bố. Biết được chuyện này, cá ngựa con thấy mình thật đặc biệt, suốt ngày luẩn quẩn quanh bố để hỏi: bố ơi, tại sao các loài cá khác đều do mẹ đẻ ra, chỉ có con là do bố sinh đẻ ra?" Cá ngựa bố quả thực cũng không biết trả lời con như thế nào. Bởi từ bao đời nay, họ tộc nhà cá ngựa luôn sinh sản bằng hình thức như vậy. Hồi cá ngựa bố cũng chưa được từng Hồi nhỏ cá ngựa bố cũng chưa từng hỏi bố mình về điều đó.
Thế nhưng cá ngựa con cứ gặng hỏi cho bằng được, khiến cá ngựa bố vô cùng bối rối. Cá ngựa bố đành nói, loài cá ngựa chúng ta là loài động vật bậc cao, nên chúng ta đều do bố sinh ra. Cá ngựa con rất hài lòng với câu trả lời đó. Cậu tin rằng sự đặc biệt này là do mình thuộc loài động vật bậc cao. Thực ra loài sống trên đất liền mới là một loài động vật bậc cao nhất. Các con có muốn biết tại sao con cá ngựa con lại do bố sinh ra không? Hãy đi tìm câu trả lời nhé. Nếu tự mình tìm ra lời giải đáp, các con sẽ thấy vui và thú vị hơn rất nhiều. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đại ca sói được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review quả bưởi. Một quả bưởi như ở trên hình vẽ như thế này. Tuy là một đều có tên là bưởi, nhưng dòng bưởi nó sẽ có rất là nhiều các loại bưởi khác nhau. Bưởi Hưng Yên, bưởi bưởi da xanh, rất nhiều các loại bưởi. Và bưởi có công dụng giúp cung cấp các vitamin cho cơ thể của chúng ta, nhất là vitamin C. Và cái lớp bên ngoài của bưởi là lớp vỏ, thì nhiều các bậc phụ huynh của chúng ta thường hay lấy những cái vỏ bưởi này ra để gội đầu, đúng không các bạn? Để gội đầu, và bên trong thì họ lấy cồi để làm chè. Ó o một chú gà trống vươn dài, cổ rõng rạc, cất tiếng hát vang, rồi nói với gà mái rằng: em ở nhà trông các con, chờ anh hát. Anh mang thức ăn về ngay cho. Gà mái mới múm cho con sâu cuối cùng và nói: mình mau đi tìm gì về ăn nhé, em và con đói lắm rồi. Gà trống đến một bãi cỏ, bới đất, tìm thật kỹ. Ngoài mới còn cỏ khô, gà mái chẳng thể tìm được món gì để ăn. Bỗng nhiên mắt gà trống rực lên khi thấy một viên hồng ngọc. Viên hồng ngọc nói: không phải ai cũng có được may mắn tìm được kho báu quý giá giống như tôi đâu. Nhận thấy đây không phải là đồ ăn được, anh trống dựng dưng đáp: cậu rất quý với tôi, nhưng với tôi thì không. Không thể làm cho vợ con và con tôi đang đói ở nhà no bụng được. Cậu có biết, cậu thế cũng chẳng khác gì những hòn đá bình thường khác. Nói rồi gà trống dùng chân hất viên hồng ngọc ra chỗ khác, rồi tiếp tục bới tìm thức ăn cho gà mái con và bầy con của mình. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Đại hiệp trứng vệt được nằm trong cuốn sách Ô Long. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện.